bây giờ mình sẽ làm khó hơn vừa rồi. Vừa giờ mình đã sử dụng hai tay rồi nhá. Giờ mình chỉ cần một tay ở trên phần này. Thuật là nhanh tay và kỹ năng. Để tay làm phép đi. Làm phép. Biến mất. Sai. Đúng rồi, kia đúng không? Xem ví biết cẩn thận cất đi. Mất rồi. Cất ví cẩn thận nào. Phải cất hết rồi. Đi chỗ đi. Mất điện thoại rồi. Mất rồi. Mất rồi. Trong ba quả bóng này chọn cho chú một quả, nắm chặt vào, úp tay xuống bàn, úp tay xuống bàn. Thấy điều gì xảy ra không? Hai quả bóng đã thay đổi vị trí cho nhau. Cả con bay vào tay chú, cả của chú bay vào tay con. Nhưng mà màu nó vẫn giống nhau. Đúng rồi. Tiếp này, tiếp. Thôi chú mượn. Bây giờ quả con thích con sẽ không cầm nữa mà chú cầm. Con gửi đây ra. Đặt xuống bàn. Thế. Còn con giúp chú cầm hẳn hai quả còn lại như thế này. Nắm chặt úp xuống bàn. Không động đậy. Giữ nguyên. Nhìn nhá, nhìn này. Nhìn nhá. Lấy cái đũa thật đi. Nhá. Xuyên qua này. Trò đố vui này, ba quả bóng, cất một quả vào túi, thì tay này còn mấy quả? Ba quả. Cất một quả nữa còn mấy? Cất quả nữa còn mấy? Nhìn ra chưa? Một này, hai này, và thứ ba cất đi này. Tay này còn? Ba. Một. Hai và thứ ba cất đi. Tay này còn đúng rồi. Một này, hai này. Một này, hai này. Này ai cất thật này, được chưa? Tay này còn mấy quả? Chắc chưa? Ba đúng không? Đoán lần cuối này, ai đoán đúng được 50.000. Đoán sai không sao hết. Một này, một nhé. Hai và thứ ba cất đi này. Đúng chưa? Tay này còn mấy quả? Một người. Một quả. Nắm. Nhanh tay. Quả cầu bay lơ lửng mất rồi nhá. Đấy, quả cầu bay lơ lửng này. Không thể bị lười.
Cái này phải lấy ghế kê lên rồi. Liệu chúng ta quan sát xem liệu bạn ấy xếp con tiếp tục cao nữa. Ôi xong rồi. Tháp ở đây xong rồi. Đúng tháp rồi, rồi tháp bên này đó các bạn. Ôi sao mà. Ôi đừng buồn. Cao đấy, rồi, rồi có một trò chơi khá là vui và thú vị. Đấy. Và chúng ta xem bạn ấy khá là buồn đấy. Xếp rất là khéo léo nhưng cuối cùng là đổ. Mình nghĩ là khoảng tầm 2 mét nhỉ. 3 mét mấy nhỉ? Mét 6 thì chắc tầm mét 8 nhỉ. Xếp được mét 8 nhỉ. Xếp được mét 8 ấy. Ok, bên kia mình kia cao rồi.
Thế thôi. Anh xem em vẽ được không? Không đẹp được không nhỉ? Không đẹp được. Anh xem vẽ đi. Em học trường gì ấy? Em học kiến trúc Hà Nội. À, đại học kiến trúc Hà Nội à? Ở bên Thanh Xuân à? Đúng rồi ạ. Em năm thứ mấy rồi? Em năm 3. Năm 3 à? Đây là thực tế chuyên môn này em? Không ạ, chỉ là bọn em thích. Thích à? Kiểu vừa xong đồ án thế là à, đấy hả? Vui quá khi rủ nhau đi chơi. À đấy hả? Rất đẹp nhờ. Đẹp siêu đấy. Vẽ này khó nhất là cái bước nào em? Nhất là tìm được cái góc đẹp, cái ý tưởng tốt ấy ạ. Sau đấy là cách thể hiện của nó. Hẹn anh kinh khắc. Vâng. Cảm ơn em nhé. Vâng. Đẹp thật. Chào em nhé. Một nâu đá, tất cả đều vừa. À cho anh một ít hướng dương nữa em ơi. À bây không một hướng dương anh ạ. Ờ thế thôi, thế đi. Rồi. À, đây là tự phục vụ các bạn nhé. Đây là mèo, đây là... Cái gì cũng được, cứ kem tươi là được. Của em là đi ở đây 36.000.